chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với Như Huyền và Lê Thái và chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin vô cùng ý nghĩa trong ngày hôm nay. À, kính thưa quý vị, người già, người lớn tuổi là những cái người mà chúng ta thấy rằng là đến những cái tuổi mà người ta đã đã về hưu rồi hoặc là người ta lớn tuổi rồi thì thường ở bên Hoa Kỳ chúng ta thì thấy vẫn một số người người ta vẫn tiếp tục người ta đi làm. Uh -huh. Và một số quốc gia khác thì cũng một vài quốc gia người lớn tuổi người ta vẫn thích đi làm hoặc là về cái nhu cầu kinh tế, nhu cầu mà tiền xài hàng ngày cũng như là vật vật chất này nọ đó Thế thì thông. người ta mưu sinh thì người ta bắt buộc là người ta phải đi làm hoặc là vấn đề tinh thần người ta cần cái sự mà gọi là uh, tiếp xúc cộng đồng hoặc yeah. là gặp gỡ những người cùng lứa tuổi thì cái đó là tháng bạn tới. Nhưng uh, riêng ông ở kỳ chúng ta thì một số một số người ta vẫn tiếp tục đi làm trong cái đó quá trình là mươi mấy tuổi, 8 mấy tuổi người ta vẫn có thể đi làm được. Và chúng ta không kỳ thị những người lớn tuổi đi làm. À, riêng ở những cái quốc gia khác thì cái vấn đề mà khi mà lớn tuổi rồi không có đủ cái sức lao động để đi làm thì một số quốc gia người ta cũng gọi là sao tâm cái lượng lao động trẻ nó giảm đi thành ra những cái người lớn tuổi người khi người ta cảm giác là người ta kiếm được tiền thì người ta vẫn đi làm để người ta kiếm tiền và đây là một cái minh chứng rõ ràng cho quý vị thấy ở quốc gia Hàn Quốc thưa quý vị. Vừa qua thì Hàn Quốc người ta đã thống kê là những cái lao động trẻ đã bỏ việc ồ ạt tại các những cái cửa cửa hàng tiện lợi hay những cái quán ăn và nó trở thành một cái cơ hội tuyển dụng của người trung uh, trung niên cũng như là cao tuổi ở Hàn Quốc. Gần đây một cái quán bia ở Gamangu ở Seoul, một cái địa điểm ăn uống được nhiều người trẻ tìm đến đã thuê một người đàn ông 54 tuổi và một người phụ nữ 63 tuổi để làm bảo vệ hoặc là phụ bếp bán thời gian với mức lương là 12.500 won tương đương là 10 10 mỹ kim mỗi mỗi giờ thưa quý vị. Và số lượng người ngoài 50 tuổi làm việc bán thời gian tại các cái cửa hàng tiện lợi này, à, quán rượu cũng như là quán cà phê ở Hàn Quốc ngày càng gia tăng. Và trước công việc à, à, và trước công việc à, thu hút à, những cái người à, giới trẻ trước đây thì bây giờ nó lại là nó thu hút cho những người, người độ độ tuổi mà từ 50 tuổi trở lên. Và hiện nay thì Uh, những cái vấn đề mà liên quan đến việc làm dành cho những người cao tuổi ở Hàn Quốc ấy, nó cũng cải thiện cái nhu cầu uh, thu nhập uh, income của mỗi người này hàng tháng để mà người ta có tiền nhiều có tiền nhiều hơn để mà xài. Ừ. Và theo báo cáo của nền tảng môi giới làm việc bán thời gian ở AlbaMin hôm ngày 8 tháng 1 vừa qua thì gần là 3.4 triệu quảng cáo làm việc bán thời gian cho người cao tuổi được tải lên trên website trong tháng 8 đầu năm 2022 và con số này nó tăng hơn 64% so với cùng kỳ của năm trước và cũng tăng hơn 184% so với năm 2020. Còn theo thống kê của Alba Heaven là công ty cung cấp thông tin việc làm bán thời gian của Hàn Quốc thì cái độ tuổi trung bình của những người đi xin việc ấy, là ngày càng già đi thưa quý vị. Những người đó trong nhóm là từ 50 tuổi đi xin việc là tăng 62.5%, còn với những người độ tuổi từ 60 là hơn 82% và con số này trái ngược với cái mức tăng 26% ở các nhóm tuổi khác và sự gia tăng của dân số lao động cũng là người trung niên và cao tuổi nó có liên quan trực tiếp đến cái lớp trẻ hiện nay thì lớp trẻ của hàn quốc người ta đang trốn tránh các công việc bán thời gian và ưu tiên những cái giờ giấc mà linh hoạt hơn à, trong khi thì lớp người về hưu lại muốn kiếm thêm thu nhập để mà trang trải cuộc sống của họ hiện nay và điều này khiến cho các nhà hàng hoặc là quán cà phê không còn những cái lựa chọn nào khác ngoài việc là thuê những người già làm việc và các số liệu thống kê cũng cho thấy um, cơ quan thống kê hàn quốc người ta thống kê rằng là À, dịch vụ đã tăng 3.1% từ nửa cuối năm 2019 và cho đến cuối năm 2022, lao động trẻ giảm từ 638.000 người xuống còn 610.000 người, trong khi những người trên 50 tuổi là tăng 1.4 triệu cho đến wow. hơn 1.5 triệu người bên cạnh đó thì những cái nhà tuyển dụng người ta cũng rất là thích thuê những người lớn tuổi này bởi vì cái nhóm này họ đáng tin cậy làm việc điềm tĩnh và tỉ mỉ hơn đó là theo thống kê của những người mà người ta đang là, đang làm trong cái công tác thống kê về lao động ở Hàn Quốc à, đây là em không biết là một cái vấn nạn hay là, là đây là một cái tín hiệu mà tốt nữa thì em không biết nhưng mà thấy người già lớn tuổi mà đi làm thì thấy cũng rất là tội nghiệp. Tội. Bởi vì chúng ta thấy là nếu như mà ba mẹ ông bà chúng ta mà lớn tuổi rồi à, chỉ có ở nhà theo văn hóa Á Đông thì ở nhà hưởng phước con cháu thôi như em là do trong bất kỳ vấn đề nào cả thì vô ba mẹ hay là những người lớn tuổi rồi thì cho dù có đòi đi làm thì mình vẫn bắt ở nhà đó là cái, cái chứ, ông mà đôi lúc ở mà, nhà cũng buồn lắm em buồn nhưng Điệt mà nhất là không, bên cali mình, có, mình, có có mình mà nữa mà bạn bạn bè xã hội nhà thờ đi chùa chiền như chẳng hạn hay là gặp người không, không lái xe, xe được nữa tội dạ, thì nhà, cái dạ. đó, nhưng mà đi làm thì rất là tội nghiệp em nghĩ yeah. lớn tuổi rồi mà đi làm kiếm tiền tội nghiệp lắm bực cực chảnh đã cảm ơn lê thái thưa quý vị vào cái thời kỳ mà đại dịch vừa rồi là đo dash những cái mà đi tới đưa đồ ăn cho tới cửa rồi Uber rồi vậy nó rất là cần thiết phải không thưa quý vị thì vừa rồi DoorDash mở thêm một dịch vụ nữa đó là dịch vụ đưa mail tới tới UBS hoặc là FedEx cho quý vị tới tận nhà lấy cái gói hàng và đưa hàng đi luôn đó là một trong những cái tiện lợi và cái giá chỉ có 5 đô la mà thôi nhưng mà vào đầu tháng giêng này nếu mà quý vị nào sử dụng DoorDash thì sẽ được miễn phí đó là cái khuyến mãi lần đầu tiên cho khách hàng nào sử dụng DoorDash để mà gửi những cái gói hàng đi thì cái đặc quyền tiếp của DoorDash là nó mở lên một cái cái dịch vụ như vậy để sử dụng cái tính năng nhận gói hàng như là cái gói hàng thì quý vị phải đóng gói cẩn thận hết tất cả luôn và đưa địa chỉ và người gửi thì khi DoorDash tới nhà chỉ pick it up có thể lấy và đem đi mà thôi thì hầu hết người Mỹ bây giờ cũng đã sử dụng những cái đó như quý vị nếu mà return nhất là những cái mùa lễ vừa rồi mùa Tết rồi mùa Noel mình mua đồ mình mua đồ mình không thích mình cần phải trở lại mà mỗi lần cứ đem quái hàng đi ra ngoài UPS hoặc FedEx cũng rất là lâu Và thưa quý vị thì DoorDash là một trong những cái chỉ có 5 đô la mà thôi thì tới tận nhà quý vị đỡ để ngay trước nhà ngay cái hộp thư của mình thì DoorDash sẽ tới sẽ nhận đi nhưng mà tháng giêng này quý vị nhớ rằng là DoorDash sẽ khuyến mãi miễn phí và thử họ sẽ đưa đến tận nơi cho quý vị và khi mà quý vị return những cái món hàng của mình nó rất là mong Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. À, thưa quý vị, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin mà khiến cho những cái cánh đàn ông của chúng ta có thêm những cái gọi là cái, cái tia hy vọng vào cuộc cuộc sống nhiều hơn. Cái tia hy vọng ở đây là sao về tất cả mọi cái. À, trước khi mà Lê Thái nói về cái tin này thì xin à, phép bên phòng kỹ thuật xuyết cái hình ảnh mà trên máy Lê Thái. Dạ vâng, và chị Như Huyền và quý vị khán giả đoán thử cái, cái anh chàng này năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? cái đó là chắc ba mươi mấy tuổi ba mấy tuổi hả yeah. nó thách dữ vậy hả phải <laughs> nói lên chút nữa đó đã nói lên rồi hả dạ thưa quý vị trên màn ảnh thì quý vị xem người đàn ông này năm nay đã 56 tuổi rồi thưa quý vị Wow. 56 tuổi, đây là một cái wow. trường hợp mà chúng ta thấy làm rần rần ở Singapore. À, anh tên là Chu Han Dotan, Tan, năm nay đã 56 tuổi, à, từng phải trốn trong nhà suốt 2 tuần bởi vì mà bất ngờ nổi tiếng về cái vẻ ngoài của mình trẻ trung một cách khó tin. Và đây là được mệnh danh là cái người đàn ông mà trẻ mãi không già, vóc dáng giống như, như là một cái thanh niên mà năm 20 tuổi vậy thưa quý vị. Chị muốn các em có filter filter không có, ừ, không có filter là... đó không có filter không, đó chắc chắn có luôn. Thật sự vậy là người ta đã gặp anh vậy? ở ngoài và có những cái talk show ở trên mạng xã hội và Ồ, quý vị có thể xem những cái talk show đó ở trên mạng xã hội Ồ, để mà okay. uh, quý vị có thể chiêm ngưỡng cái 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 cái, 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 cái nhan sắc của anh này thôi quý vị. Ừ. Và Juandotan à uh, chia sẻ rằng là ông vẫn nhớ được cái cảm giác thức dậy vào mỗi buổi sáng uh, ngày tháng 7 năm 2017 khi một cái trang tin Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh bản thân của anh lên trên mạng xã hội. Uh, xin phép được gọi là anh luôn đi chứ bây giờ đang người ta đã nói kêu ông thì cũng uh, cũng 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 tội mà kêu anh wow. thì bị, bị 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 mất lễ phép thôi quý vị. Um, và cái những cái trang thông tin mạng chia sẻ rầm rộ ở trên mạng xã hội của Trung Quốc cũng như là ở Singapore. Ngoài cái vẻ trẻ trung cùng cái cơ bắp cùng cuộn như một cái chàng trai ngoài 20 tuổi thì khiến cái ông này trở nên là nhanh chóng nổi tiếng trên khắp nơi trên thế giới và vô số tin nhắn của những cái người lạ là text cho anh này khi mà những cái bài viết cũng như là những cái trang mạng trang báo người ta đưa tin về anh và tất cả cũng là tiết lộ là tại sao anh có bí quyết gì mà trẻ mãi không già và hiện nay thì anh Tam này đang làm một cái người mẫu kim giám đốc nghệ thuật của một cái công ty rất là nổi tiếng ở Singapore và ngoài cái yếu tố di truyền thưa quý vị thì anh nói rằng là cái chế độ ăn uống của anh vô cùng nghiêm ngặt và uh, hiện nay thì cái cường độ tập luyện chim của anh cũng giúp anh có cái ngoại hình như hiện tại hiện nay và anh nói rằng là uh, anh duy trì chế độ ăn uống và bắt đầu tập thể dục từ năm 20 tuổi, nâng tạ và tuân thủ chế độ ăn lành mạnh, duy trì uh, mỗi ngày và bữa sáng thì điển hình là năm người mẫu này bao gồm ăn những cái chất là protein, hay chúng ta gọi là whey protein đó, mà ừ. ở trong bán ở trong Costco đó. Ừ. hoặc là bột ngũ cốc với trứng, mật ong và bơ. Bữa trưa thường là bữa trưa uh, có tối thường là gà hoặc là cá hấp thì anh ăn với một ít cơm mà thôi, không ăn nhiều với cơm. Ừ. Và không ăn nội tạng động vật, thực phẩm chế biến sẵn và thi thoảng thì vẫn ăn nhiều vẫn ăn đồ chiên nhưng mà không có nhiều những cái món kem tráng miệng và từng phải trốn trong nhà suốt hai tuần vì nổi tiếng quá đột ngột khiến cho bị bị hết hộp và những cái lời khen của người ta dành cho anh khiến anh cũng cảm giác là rất là áp lực thưa quý vị bởi vì anh nói là anh biết cái bản thân của mình và lứa tuổi của mình là không già nữa và sức khỏe nó cũng cũng cho phép nó cũng giảm đi phần nào nhưng anh nói rằng nếu mà anh nói dối mình dối trá bản thân mình là mình còn trẻ thì cũng rất là quá đáng và hiện nay thì nhiều người người ta add Facebook của anh, add Instagram, add Twitter, <laughs> add Weibo của anh, add rất là nhiều những cái mạng xã hội của anh và người ta cũng muốn là chia sẻ bí quyết và cũng có nhiều người người ta cưa cảm cưa cảm cư anh trong đó 56 tuổi nhìn có tin mà cũng cần học hỏi với tại sao mà lại trẻ như vậy không? Dạ vâng và wow. hiện nay thì anh đang tiếp tục cái công việc mà kinh doanh riêng tham gia nghệ thuật và chuẩn bị ra mắt sách và quan tâm đến những cái sức khỏe về nội tâm, sức khỏe tinh thần và cũng là một trong những cái uh, công việc truyền cảm hứng cho những giới trẻ biết giữ gìn cái lối sống làm mạnh và yeah. cái sức khỏe của mình hiện nay sao cho giới đàn ông là cảm giác mà trẻ hơn và đẹp hơn quá trời quá đất mới năm sáu tuổi à mới năm sáu, mới năm, sáu, à, sáu tuổi, à quý vị sáu à. khủng khiếp nhìn cái tấm hình này mà ai nghĩ mà cái người này mà yeah. ở trên mạng ảnh mà ai mà nghĩ cái người này mà 56 tuổi hồi nãy là 32 mươi này chị nói thêm chứ chị trong đầu gì còn nghĩ trẻ hơn Kể nữa hơn yeah. mà ở trên mạng thì người ta xem hình anh này người ta nói anh này chỉ mới 20 tuổi thôi chị Huyền wow. mới nói thích người ta 17 tuổi có nghĩa là ba mươi tuổi hao năm năm sáu tuổi thưa quý vị đây wow. là một cái thông tin mà khiến chúng ta có kỳ có, có hy vọng về cuộc sống hơn nhất là nam giới uhm. tập luyện nhiều lên để cho đẹp body ăn heo thì rất là quan trọng cái ăn Yes. họ khiến cho các bà các cô mê nhiều hơn những với cái body Lê như thái thế đây <laughs> dạ vâng cảm ơn chị như hiền và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần như hiền và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thư thương mại bảo trợ cho đài